các bạn đang nghe chuyện vô ảnh thần chiêu tác giả ngoạ long sinh người đọc cao minh tâm chúc tất cả các bạn nghe chuyện thư giãn chàng phi thân về phía quán một thanh niên cầm kiếm đang đấu với một thiếu nữ không có kiếm người ở bên ngoài thì xem khá đông Oanh oanh đang ở trong tình trạng nguy hiểm Lá tuyết cừu trầm giọng Dừng tay lại Oanh oanh muốn nhảy ra ngoài cũng không được Đã bị gã kia bám sát theo Tuyết cừu vỗ đau một cái Thân ảnh đã mất hút Người ta nghe cạch một tiếng Lã tuyết cù đứng chắn ở trước mặt của hai đấu thủ Chàng từ từ cho đau vào vỏ Tuyết cừu chỉ vào mặt của tên kia Nói giả như việc cô nương này là kẻ tử thù của các hạ đi chăng nữa thì các hạ phải có một thái độ mã thượng mới coi được chứ ta đang cầm vũ khí các hạ có dám đấu tay với ta hay không tên kia vừa sợ vừa thẹn hắn liền nói nếu là địch nhân thì ta cũng không ngán tuyết cụ lạnh lùng mà nói báo danh đi hắn liền đáp vô danh thị oanh oanh liền chửi người quả là một đứa con bất hiếu chỉ có những kẻ trôi sông lạc chợ mới không biết họ của phụ thân tên của mẫu thân mình. Dù con người tầm thường nhất, tập nguyền nhất cũng phải có tên họ mới đúng. Hắn đỏ mặt không nói. Lã tuyết cù nhìn hắn, thấy hắn cũng ra vẻ một chàng hảo hán. Nhưng mà nước da của hắn xanh mạc, gương mặt thì âm trầm, một ẩn ướt có sát khí. Chàng trầm giọng. Các hạ và vị cô nương này có thù oán gì với nhau? nàng ta tự xưng chính là vì hôn thê của tiểu sát tinh. Tuyết cừu lại hỏi, ngoài ra còn lý lẽ gì nữa không? Hắn liền ngập ngờ một hồi rồi nói, Hừ, không tiện nói. Tuyết cừu cười nhạt, rõ chính là đầu trộm đuôi cướp rồi, các hạ giết người ta mà không dám cho biết họ chết vì tội gì, thì cũng chỉ là một phường vô lại, chuyện đục nước béo cò mà thôi các hạ và tiểu sát tinh lã tuyết cù có thù oán gì? Giữa hắn và ta có mối thù không đội trời chung. Hắn nói gần từng tiếng. Lã tuyết cù nghe lạnh tới xương, chàng liền hỏi. Các hạ có biết giữa các hạ và hắn sự việc đã xảy ra như sau không? Gã kia liền đáp. Việc riêng của ta không thể trình bày cho ai nghe được. Một người ở bên ngoài liền nổi giận, nói như hét. Hắn chỉ biết giết người thôi, còn cái gì của hắn đều là bí mật tên tuổi quê quán oán thù gì gì nữa hắn cũng không cho ai biết rõ ràng là một phường vô lại mà một gã thanh niên từ ở ngoài bước vào mặt đẹp như là ngọc thần thái thanh sản khiến cho ai nhìn vào cũng thấy vui vẻ và dễ chịu gã mới vào liền nói ta là bằng hữu đồng sanh tử với tiểu sắc tinh lã tuyết cù tên là tuyết như các hạ ra tay đi Hắn chưa biết nói sao thì bên kia có một thanh niên khác cũng tuấn tú không kém bước ra mà nói. Ta chỉ là khách qua đường, võ nghệ không được mấy miếng, thấy mặt của người sáng sủa âm hiểm, tính thì lại hèn hạ, giàn ác, rất là ngứa mắt. Ta lấy làm khâm phục từ cách của tiểu sát tinh lã tuyết cù, nguyện nếu gặp được hắn ta sẽ kết bằng hữu đồng sinh đồng tử với hắn. Ngươi hãy trả tay giết ta đi. Gã thanh niên kia liền đứng như trời chồng Hoành hoành bây giờ mới lên tiếng Hai công tử này chờ ta một chút Rồi nàng quay sang tên có bộ mặt âm hiểm kia Nói Tay không đấu với tay không Sướng lắm Xuất chiêu đi Mặt mày của hắn bây giờ tái ngắt Người ở bên ngoài thấy những gã trẻ tuổi hào kiệt tuấn tú Đều đang ủng hộ lã tuyết cù Tự nhiên họ cũng đồng lòng mà ủng hộ theo Có người chưa biết lã tuyết cù là ai có người nghe những lời nguyền rủa của bọn giang hồ hắc ám giờ đây họ nghe đám trai tài gái sắc này ca tụng ủng hộ họ lã khiến cho họ cảm thấy bị lôi cuốn theo oanh oanh thấy hắn đứng như là trời chồng liền cười mỉa mà nói hào khí bên vực giang hồ của ngươi đâu rồi bản của nương đây sẽ đánh ngươi tới chừng nào khai khẩu mới thôi nàng nói xong liền tung chưởng đánh tới Hắn miễn cưỡng đưa tay ra đỡ, hồn phách của hắn để đâu đâu. Chừng hai trưởng gặp nhau, hắn đã bị tống ngược trở lại, lão đảo lùi mấy bước. Hắn vừa chợt giật mình, thì oanh oanh đã đưa tiếp trưởng nữa. Hắn hít vội một hơi chân khí, vận công lên, tung trưởng đỡ tiếp. Hắn vẫn bị đẩy lui ra một bước. Oanh oanh lại hét, tiếp nào. Nàng vẫn hết chín phần công lực đánh ra một chiêu, tính phúc lôi oanh. Sức trưởng mãnh liệt phi thường. Gã kia thấy sức trưởng mãnh liệt, hắn liền vận mười phần công lực, đánh ra một chiêu, mãnh hổ nghênh phong. Chiêu gặp chiêu, trưởng gặp trưởng, sau những tiếng ầm ầm, gã bay dạt ra ngoài, miệng đã chào máu. Hắn vừa gượng lại được, thì oanh oanh đã lướt tới, đưa trưởng lên mà hỏi. Người có chịu nói họ tên hay không? hắn liền cắn răng, bất thần tống ra một chưởng tối độc, đồng thời chân của hắn đá vào hạ bộ của nàng. Nàng liền nhanh mắt, lạng người qua mà tránh. Tránh khỏi thế đá, thì lại bị ngay một chưởng của hắn trúng ngay vào vai trái. Chiều đó có tên là Thượng Hành Hạ Hiệu. Oanh oanh cảm thấy tê buốt nửa người, nàng liền lão đảo mà thối lui. quanh quanh giận chàng hông, vì nếu không tha cho hắn thì hắn đã bị nàng giết rồi. Nàng nén cơn đau, phóng ra một chiêu, độc cầm loạn âm. Tay phải của nàng đánh ra như mưa bất, không biết bao nhiêu là trưởng tuôn xối xả vào người của hắn. Cho tới khi mình mẩy của hắn đầy máu, ngã ra nằm bất động mới thôi. Nàng bước tới, liền phế luôn võ công của hắn mà nói. Đây là một tên gian độc của võ lâm, dù hắn có là lã tuyết cụ kia chăng nữa, ta cũng sẽ phế bỏ võ công luôn vĩnh viễn làm một kẻ tật nguyền thì ra cả lã tuyết cù cùng với thuần vu oanh oanh đều nghi ngờ hắn chính là lã tuyết cù thứ hai vì qua lời của hắn kính kính hở hở hắn bị phế võ công ở trong lúc đau đớn mê man kể ra cũng là hơi độc nhưng mà không ai trách nàng được Hai gã tuấn tú đứng ở bên ngoài liền cười hít hít mấy tiếng rồi cũng bỏ đi. Lã tuyết cù nhìn theo mà cười cười. Bành quanh, quanh nhìn tuyết cù mà dò hỏi, nàng nói. Ta nhớ đã gặp công tử ở đâu rồi? Tuyết cù liền nói. Tại hạ nhớ có gặp cô nương ở trong một đám đông, nhưng mà không phải ngày hôm nay. Cô nương đã tính tiện ở trong quán chưa? Nàng liền đỏ mặt mà nói ấy nếu ngươi không nhắc ta đã quên mất rồi ta đang dùng lỡ dở ở trong đó mời ngươi vào trong quán dùng với ta một cốc rượu tuyết cừu nói nếu cô nương không có việc gì chỉ giáo xin cho tại hạ được phép cáo từ oanh oanh liền kéo tay của tuyết cừu một cách tự nhiên mà nói cứ vào đây hẳn hay chàng tuy hơi buồn vì thái độ có vẻ thân quen này vì chàng đang là tuyết cừu thật mà oanh oanh lại không biết vì thế nàng đang nắm tay một người khác chứ không phải là nắm tay chàng dù sao chàng cũng biết tính của nàng rất tự nhiên hai người lại vào trong quán trong quán một số thực khách cũ kể cả người võ lâm cũng còn ngồi ở đó chủ quán lại dọn ra một mâm thức ăn mới cho chàng oanh oanh gọi rượu rồi quay lại chàng mà hỏi Tại sao các hạ và tiểu sát tinh lại có những chiêu thức rất là giống nhau? Tuyết cụ liền nói Tại hạ khó mà trả lời được Có lẽ là cả hai đã cùng luyện một bộ võ kinh Nhưng mà việc đó có liên quan gì tới cô nương? Oanh oanh liền chớp mắt mà nói Chồng mắt của công tử giống như là một người Hả? Giống ai chứ? Chàng liền hỏi oanh oanh đáp lã tuyết cù nàng nói rồi nhìn chăm chăm vào mặt của chàng tuyết cù cả cười mà nói thật sao thật là hân hạnh cho tại hạ mà hai nỗi vui lớn một là lã tuyết cù đã được mọi người nhắc nhở tới dù thương dù ghét hai là ít ra thì mắt của tài hạ giống với mắt của một vị hôn phu của cô nương oanh oanh cũng cười mà nói thích thì tạp tuyên bố như vậy chứ lã tuyết cù có nhiều nữ nhân theo hắn lắm, còn ta thì không yêu hắn. Ta chỉ thấy thích, thấy thương có như vậy thôi. Còn những gì trái với đạo lý là hắn gớm tay lắm. Chính vì vậy, ta thấy công tử cứu con nhà đầu Nam Mỹ cơ, hành động đó cũng khá là giống hắn. Chủ quán đã mang rượu ra, oanh oanh liền rót rượu ra hai bát lớn, nói Lã tuyết cù không biết uống rượu uổng cho một nam tử như hắn, mời công tử. Lã tuyết cụ không phải là không biết uống rượu, nhưng mà bỗng không thích thói quen theo đuổi của giang hồ. Thể con nhà võ là phải lấy rượu để giải sầu. Lần này chàng muốn thử sức mình với rượu. Lã tuyết cụ uống luôn một hơi liền cạn bát. Tự tay của chàng rót tiếp rồi lại cạn nốt. Lại rót tiếp và lại cạn. Bây giờ oanh oanh cũng vừa hết một bát oanh oanh liền khen tủ lực cũng khá đó nhưng mà vừa thôi công tử lạ thật một tên thì không hề nhắm một giọt còn một tên thì uống như là hủ chìm hết một bình rượu tuyết cụ liền gọi thêm hai bình nữa nói bình này của cô nương bình này là của tại hạ chàng liền ngửa cổ tu một hơi hết nửa bình mắt của chàng bắt đầu ương ướt oanh oanh nói càng uống công tử lại càng chậm ngâm đó là tật xấu không phải tốt tuyết cụ liền cười mát nói chả lẽ uống phải nói nhiều mới tốt sao oanh oanh liền lắc đầu lại càng tệ hơn nữa phải giữ như là lúc bình thường mới là chân quân tử chàng liền gật đầu đồng ý với lập luận đó bỗng chàng hỏi cô nương nói công khai mình là vợ sắp cưới của tuyết cù thế sao cô nương lại không yêu hắn chứ nói như vậy cô nương không sợ xúc phạm tới cô lẫn với hắn sao nàng liền nhăn mặt mà nói chuyện quá là trẻ con bất hao kiệt nên nhìn những điều lớn hơn cạn bình rồi lã tuyết cù nói tiếp bây giờ tại hạ xin cáo từ oanh oanh liền cản lại mà nói mới có cạn bình chưa có cạn bữa đi thế nào được chứ câu đơn giản nhưng mà có lý chàng liền mỉm cười lã tuyết cụ liền gọi thêm hai bình nữa oanh oanh nói ta uống mới có nửa bình nhưng mà cả hai bên chưa giới thiệu tên nhau mà tên của ta là thần vu oanh oanh tuyết cù liền chận lại mà nói tại hạ nghe tên của cô nương nhiều lần rồi bây giờ mới gặp họ thuần vu nổi danh từ thời chiến quốc đây là một đại tộc oanh oanh lại nói phải đó họ này làm quan làm tướng thời nào cũng có nhưng mà chưa được làm vua bao giờ nếu giả sử được làm vua thì không biết phải đặt chiều tên là gì vương hiệu đế hiệu chiều hiệu và niên hiệu thật là rắc rối cho cái hiệu quá chính vì rắc rối đó cho nên Mấy người thuần vu không chịu chành bá đồ vương Lã tuyết cụ suýt đã bật cười Mấy thở chàng gặp một người có cử chỉ hồn nhiên như vậy Chàng tán thưởng câu nói đó Cô nương nói chuyện thật là hay Ý nghĩa thật là sâu sắc mà Oanh oanh nói một hồi Lại quên hỏi tên đối diện lần nữa Lã tuyết cụ thì không biết nói dối tên họ của mình Nên chàng đã tìm cách làm cho nàng quên đi. Suốt buổi, họ cứ uống rượu và nói chuyện ngoài lề. Tuyết cụ tính tiền quán xong thì từ giả nàng mà ra đi. Oanh oanh liền nói, Ước gì công tử được gặp tuyết cụ thì đó chính là một cặp chi kỷ. Chàng liền lắc đầu mà nói, Tại hạ không thích làm bằng hữu với ai cả, kể cả cô nương. Này, trong người của nàng có một bộ kỳ thư, cẩn thận đó chàng nói xong liền bỏ đi một mạch. Oanh oanh nhìn theo mà rất là sững sờ. Lã tuyết cụ thấy không cần thiết phải bảo vệ oanh oanh nữa, vì chàng đoán nàng sẽ tìm nơi bí mật để châu dồi võ thuật. Chàng biết Nga Mi đang tập hợp các bàn phái để đưa ra kế hoạch chống lại tiểu sát tinh. Chàng tự hỏi, ta có nên đi Nga Mi hay không? Rồi chàng tự trả lời. Nếu không đi thì họ cũng sẽ đón đầu của ta. Việc đi Nga Mi thì có gì đâu để ngại chứ. Vài ngày sau, chàng đi ngang qua một khu rừng. Vào buổi xế, bỗng chàng thấy có một con ngựa trắng chạy vung vút như bay. Trên lưng chở một xác người, không biết sống chết như thế nào. Mình mẩy thì đầy máu, ngựa ấy theo ngõ hẹp mà chạy biến vào trong rừng chàng liền nghĩ thầm ngựa quen đường cũ chính là trường hợp này sao theo chàng ở trong rừng này chắc chắn là có sào huyệt hoặc là một tổ chức nào đó chàng liền phóng mình mà đuổi theo con tướng mã ngựa nghe tiếng người đuổi theo liền phi nước đại bốn vó như là sinh mây sát kia thì vẫn nằm ở trên lưng ngựa là vì đã được ai buộc cẩn thận Lã tuyết cụ chạy theo gần cả giờ, khoảng cách mới được thu ngắn lại một chút ít. Ngựa phóng mình lên đồi, chàng liền bám sát theo. Ngựa cách chàng được hơn một lần tên, và khoảng cách của đôi bên đã thu hẹp dần. Trên đồi, xa xa chàng có một ngôi đền rất lớn, những tàn cây cổ thụ che kín ở mái đền. Phong cảnh thì sầm uất, pha một chút kỳ bí lạnh lẽo lã tuyết cụ vẫn không đổi cước bộ mặc dù chàng đã thấy hơi mệt chàng liền động tâm nghĩ ta không tiết kiệm sức rủi gặp phải cường địch thì khó lòng lắm đây ngựa liền chạy qua phía sau đền chàng hơi chậm lại một chút để điều hòa hơi thở khi tới đền tuyết cụ đi bọc qua ở phía sau không còn thấy con ngựa kia ở đâu nữa chàng liền nói thầm ngựa đó nhắm tới hướng đền này chạy ngôi đền to lớn như thế này thì ngựa chạy về đâu nữa chứ chắc chắn nơi đây phải có người trước khi vào đền chàng đã đi quan sát ở xung quanh một cách cẩn thận trời đã về chiều cảnh vật im ắng lạ lùng những con giả bức to lớn bay chớp qua chớp lại làm cho ngôi đền này có vẻ thần bí dường như ở chung quanh không có một bàn tay của con người nào sửa sang lại nên có cây ở đền vẫn cao hơn thước liễu vẫn gầy vài phân không có lối mòn ra vào chàng liền tự hỏi người ta lập ngôi đền này để làm gì chứ quanh năm không ai nhan khói thầm viếng thì chỉ tổ làm chỗ ngủ cho bọn yêu ma quỷ quái mà thôi chàng liền khám phá kỹ lưỡng khu vực ở chung quanh cũng mất vài giờ thì trời lúc này đã sẩm tối chưa thấy vết tích gì khả nghi nghĩ tới con ngựa và sát người chàng liền nói thầm quả là ngựa khôn mà nó đã biết bảo vệ chủ của nó lại còn biết bảo vệ bí mật nữa ta có nên khám xét ở bên trong không nhỉ chàng liền bắt đầu chú ý tới ngôi đền ngôi đền xây dựng đã trên trăm năm nhưng sự vắng bước chân của người ở đấy ít nhất cũng là vài mươi năm. Ngôi đền này nằm cách xa chục lộ chính, có hai lối vào ở bên trong ngôi đền, cửa trước và cửa sau, hiện giờ cửa nào cũng đã đóng kín cả. Có những con dơi to lớn như là con quạ bay ra bay vào, thỉnh thoảng còn muốn đáp xuống để tấn công chàng. Lã Tuyết Cụ phá cửa bước vào bên trong, chàng liền đánh lửa lên. Bên trong nhện đã dăng bụi bám đầy. Lã Tuyết Cừu nói: "Quả thật nơi đây không có người rồi, kỳ lạ thật." Trên bệ thờ có một pho tượng lớn bằng người thật, mắt thì chừng chừng như là nhìn chàng có vẻ phẫn nộ như bất mãn. Một điều khiến cho chàng ngạc nhiên, pho tượng vẫn mới tinh, bóng loáng như sống như thật, như có ai đó vừa mới lau chùi. Lã Tuyết Cừu nhặt vội một ít cây khô mục nhóm thành một bếp lửa lửa sáng lên cả đền vẻ ma quái của ngôi đền đã bị ánh lửa xua đi ít nhiều không khí ở trong đền cũng đã bớt đi sự âm u và lạnh lẽo lã tuyết cù nhìn thật kỹ pho tượng ở trên bệ cao rồi nói tại hạ là lã tuyết cù bất ngờ tới đây thấy từ ngoài vào bên trong nơi nào cũng nhện giăng bụi bám Thế mà thân thể của ngài thì vẫn tinh khôi. Chàng xá một cái, rồi nhìn sang hai bên. Hai bên có hai phò tượng nữ, mặt đẹp như tiên, đứng theo một cổ điệu, cũng lớn bằng hình người thật, đôi mắt thì vẫn tinh anh. Một tượng xiêm y màu hồng, còn một tượng xiêm y màu xanh. Lã tuyết cù cũng xá hai tượng này mà nói. Ngôi đền này có tên là Tiền Hiền Điện, vậy mà tại hạ không hiểu được lai lịch của chư hiền bên hữu là hồng y nữ còn bên tả là thanh y nữ ở giữa thì lại là bạch y thần thật là tệ tam vị có lẽ là linh thiêng lắm đã lâu năm rồi biết bao nhiêu là cuộc phế hưng mà cả ba vị vẫn sống như là thật chàng vòng ra ở phía sau đây là một phòng khác phòng này cũng có bốn pho tượng lớn cỡ ở phòng ngoài tượng nào cũng sạch sẽ lộng lẫy gồm ba nam một nữ lã tuyết cừu xá xá mấy cái rồi nói quý ngài thật là kỳ quái mà đúng là thần nhân thánh nhân không câu nệ cảnh chỉ cần giữ sạch mình nhìn quý ngài mà tại hạ thấy mình nhơ nhớp thật lớp bụi sông hồ đã bám ngập hết cả nửa linh hồn ngày sau nếu yên việc sông hồ tại hạ sẽ về đây để sửa sang lại ít nhiều chàng liền ra sâu nữa thì không thấy gì ở dưới nền không có dấu hiệu gì là có phòng ngầm chàng chợt nghĩ tới một chuyện bất cứ đền thờ chùa miếu gì cũng có chánh và phụ chánh vị thì tượng lớn thứ vị thì lại tượng nhỏ nhưng mà ở đây sao tượng nào cũng là đồng kích thước chàng liền sợ mình nhận xét nhầm nên ra trước mà xem lại quả thật chánh tượng tuy ngồi nhưng mà vẫn lớn bằng người thật. Lạ một điều nữa, pho tượng áo hồng ở phía bên phải bây giờ lại đứng sàn ở phía bên trái và pho tượng áo xanh thì lại đứng vào vị trí áo hồng. Tuyết cù vốn không tình có ma quỷ nhưng rõ ràng sự thật chính là vậy. Chàng với tay tờ vào chân của tượng rõ ràng pho tượng là pho tượng đúc. Tượng đúc thì làm sao mà biết di chuyển chứ? Trong điện thờ thì vẫn im ắng, cho tới tiếng mũi vo ve cũng còn có thể nghe thấy, huống chi là người thay đổi vị trí của các pho tượng. Chàng liền sờ vào mấy bức tượng kia thì cũng như vậy. Lã tuyết cụ không tin sự ghi nhớ của mình không chính xác, chàng liền trầm giọng mà nói. Tại hạ là tiểu sát tình lã tuyết cù, Bình Nhật không ưa việc hí lộng. Tại đền này chắc chắn có vị cao nhân nào đó chú ngụ. Vậy xin hãy xuất hiện để chúng ta còn giữ niềm hòa khí với nhau. Chỉ nghe có tiếng tặc lưỡi của mấy con thạch sùng và tiếng dơi bay ra bay vào mà thôi. Chàng lại nghĩ, phò tượng lớn như vậy, ắt sẽ nặng gấp đôi gấp ba lần người thật. Dù có người nào muốn đổi cũng phải gây ra tiếng động chứ. Vậy nghĩa là sao? Chàng liền rút đau ra, chở sống, gõ nhẹ vào mấy bức tượng, liền phát ra mấy tiếng kêu cạch cạch. Lã tuyết cù tìm cách đóng cửa lại cẩn thận, rồi lấy những chiếc ghế bàn hư mục, bỏ thêm vào đóng củi. Vừa làm việc, chàng vừa nghĩ tới việc hai pho tượng thay đổi vị trí cho nhau. Chàng quét dọn cẩn thận một chỗ để nằm. Trong lúc chàng đang làm việc, thì nghe thấy những tiếng động lạ nhỏ nhỏ ở chung quanh, nhất là ở phía sau. Lá tuyết cù liền vội chạy bay ra ở ngoài sâu, thì bốn pho tượng vẫn còn nguyên vị, không gì thay đổi. Nhưng ở đằng trước thì lại có tiếng cười khúc khích. Chàng lấy cán đau gõ nhẹ vào chân của mấy pho tượng, chỉ nghe tiếng cụp cụp khô khan. Đó chính là mấy bước tượng gỗ. Chàng liền tự hỏi tại sao phía trước lại có tiếng cười chứ chàng liền quay ra lại pho tượng thần ở chính giữa mắt thì vẫn chừng chừng nhìn vào chàng hai pho tượng hai bên lại đổi vị trí thêm một lần nữa chàng tức mình nhìn pho tượng áo hồng chăm chăm rồi đột ngột chở đốc đau lại mà nện vào đầu gối của pho tượng vẫn nghe cạch cạch chàng bỗng nghĩ ra một cách trên bệ còn có một chỗ đứng rộng, chàng liền nhảy lên đó, đứng sau pho tượng áo hồng. Dĩ nhiên, tuyết cụ là phòng bị cẩn thận, thậm chí chàng còn đứng sát người vào mà ôm pho tượng nữa là khác. Tượng thấp hơn chàng nửa cái đầu, hai tay của chàng ôm tròn lấy pho tượng, lấy tay ấn ấn, chàng thấy thịt bụng, co cửa. Rõ ràng đây không phải là pho tượng bằng đất đá hoặc là bằng gỗ, mà chính là bằng người thật. Chàng muốn phá cho bỏ ghét, một tay của chàng lần lên gò ngực, và nghe có tiếng tìm đập, và hai gò thịt nhô ra vẫn là của nữ nhân thứ thiệt. Trong tư thế này, vô tượng có muốn phản ứng cũng không được. Lã tuyết cụ bỗng nhảy xuống đất, chắp tay mà nói. Tài hạ mang tội thất tính nhưng không phải là lỗi của tài hạ. Tình nương nương thứ lỗi cho chàng liền bước sang pho tượng áo xanh mà nói xin nương nương hiện bản lai like diện mục cho tại hạ dễ thừa gửi nhìn lại tượng áo hồng thì vẫn đứng như cũ ý chừng cho là họ lã chưa biết mình thật sự lần này tới lượt tượng áo xanh vẫn đứng nguyên như vậy lã tuyết cừu vận công nhảy lên sau pho tượng áo xanh và làm một cử chỉ rất là thô bạo phòng thì vẫn tĩnh mịch chàng lại nghe pho tượng áo xanh thở dồn dập có mùi hương sử nữ thật sự tiết ra lã tuyết cụ điểm nhanh vào các huyệt của pho tượng rồi để đứng đó nhảy xuống đất mà nói với tượng thần ngồi ở giữa nếu ngài không chịu cử động thì bắt buộc tại hạ phải ra tay lã tuyết cụ vừa nhảy xuống đất rồi chàng quay lại lã tuyết cụ phóng mình lên bệ thờ xem lại thì đã không thấy pho tượng đâu nữa Nhìn qua pho tượng áo xanh, bị chàng đếm huyệt khi nãy cũng đã biến đi đâu mất, tượng áo hồng cũng vậy. Ánh lửa thì còn đang sáng đậm, chàng chạy vội ra phía sau, bốn pho tượng kia cũng rút đi từ bao giờ. Cửa sau thì vẫn còn đóng chặt, từ bên hông của phòng ngó sang ở bên kia vẫn thấy thoáng. Vậy thì bọn họ đã đi đường nào chứ? Ánh lửa đột nhiên vụt tắt, căn phòng bỗng nhiên nổi lên gió ào ào. Lã tuyết cù phóng người tới gần cửa trước, rút đầu mà thủ thế. Chàng định thần nhìn kỹ bốn bên và không thấy một bóng người nào cả. Cảnh tượng mà quái lại hiện ra, bốn bề im phăng phắc, chỉ có tiếng dơi bay ra bay vào, chàng liền suy luận Nơi đây hoặc là có phòng thông, phòng ngầm, cơ quan địa đạo, và có nhiều người nữa dứt khoát không phải là ma quỷ chàng đã chuẩn bị tư thế chiến đấu lã tuyết cù nhanh chóng cho bếp lửa sáng lên chàng cài đau vào vỏ rồi đứng tựa vách mà quan sát một khắc thời gian đã trôi qua chàng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nhìn lên trần nhà cũng không thấy có gì lạ nhìn xuống nền nhà thì vẫn vậy lã tuyết cù chụm cây thật nhiều cho lửa cháy bùng lên rồi chàng sách đau đi gõ cùng khắp ở nền nhà, xem thử có nơi nào bọng hay là chăng. Cuối cùng chàng đã phát hiện ra một nơi bọng, nghĩa là ở phía bên dưới có một phòng ngầm. Chưa phát hiện ra cửa hầm, chàng nhìn trước nhìn sau, vẫn không có hiện tượng gì khác. Chàng lại đi gõ tiếp mấy vách giáp một vòng mà vẫn không thấy gì cả. Chàng muốn dùng đau để đào đất khám phá phòng ngầm này, nhưng mà sợ đêm tối dễ bị ám toán. Lã tuyết cụ nhìn hai cửa đóng kín mà lại kết luận. Lối thoát duy nhất chính là nằm ở trong phòng này. Chàng không bận tâm tìm kiếm nữa, mà trở về ở bên bếp lửa ngồi suy nghĩ. Chàng liền nghĩ thầm. Những người này không có ác ý với ta, võ công khinh công của họ thâm cao như vậy. Họ muốn đánh ta cũng không phải là chuyện khó. Họ chỉ muốn hù dọa để cho ta sợ hay là bực mình mà thôi. Nhưng mà họ là ai chứ? Phái nào? Có đệ tử hoạt động ở ngoài giang hồ hay không? Rất nhiều nghi vấn đã được đặt ra mà không giải quyết được. Bây giờ chàng mới biết mình hố một việc. Khi nãy được ôm hai nữ nhân vào trong lòng. Phải chi chàng đừng để họ tạo ra cảnh mà khống chế ngay một nàng và cha gạn sự tình thì không tới nổi phải có nhiều thắc mắc như vậy. Bây giờ chàng cảm thấy buồn ngủ. Cơn buồn ngủ đã kéo tới thật nhanh. Có lẽ là vì chàng thiếu ngủ, vì đi đường quá mệt hay chăng, hay là vì thứ gì khác. Lã tuyết cụ liền ngáp vài cái, rồi vươn vai đứng lên. Ý cũng muốn tự mình điểm vài phần huyệt để chống ngủ, vì nằm xuống có thể sẽ vĩnh viễn không đứng lên nữa chàng đem hết tất cả công lực thượng thừa ra để giữ mình khỏi ngủ mà vẫn không được. Bây giờ chàng mới nghi rằng đã có thuốc mê vô hình, nên người của chàng mới cảm thấy rũ rượi mà mệt mỏi. Chàng liền vận công để coi thử khí mạch ở trong người. Bây giờ chàng mới biết rằng mình đã bị chúng mê dược, nhưng mà không nặng lắm. Chàng tuy đứng nhưng mà vẫn vận dụng khí công để trục độc ra bên ngoài. Qua vài lần thổ nạp, lã tuyết cù đã thấy tỉnh táo lại hơn. Lã tuyết cù không dám khinh suất nữa và cũng không dám tin vào sự thiện lương của họ. Bây giờ đã quá nửa đêm, chăn hạ huyền bắt đầu mập mờ ở nơi đầu núi. Bỗng có một tiếng động rất là khẽ ở bên ngoài cửa. Chàng tự hỏi, có nên mở cửa ra hay không? chàng đoán chắc rằng không dễ gì mở cửa ra mà sẽ thấy họ chàng không mở cửa nhưng mà vẫn tháo chốt để chuẩn bị có phản ứng cần thiết không khí yên tĩnh trở lại tuyết cụ suy nghĩ tiếp nơi đây chắc chắn có địa đạo có địa đạo mới ăn thông ra bên ngoài được và chàng phải lo lắng để đối phó cả hai mặt lửa bây giờ đã tàn phòng sâu thì có tiếng cười khúc khích tuyết cụ không màng mà đứng lên vì có đứng lên họ cũng biến mất thôi chàng liền ngồi dưỡng thần nhưng mà tư thế thì vẫn chuẩn bị thần thái rất là nghiêm trọng chàng quên nghĩ rằng sự chuẩn bị như vậy là đặt hết tâm trí vào đó dễ gây tới chỗ mệt mỏi cho cơ thể thà một cuộc phòng thủ vừa phải cơ thể và tâm thần đỡ phải căng thẳng hơn Tuyết cụ thì vẫn lắng tai mà nghe. Có nhiều tiếng động khẽ, càng lúc càng gần. Và mở mắt ra, những tư thế vẫn bất động. Chàng thấy hai nạn áo hồng và áo xanh khi nãy đã tiến về phía của chàng. Chàng vẫn công, chờ cho họ tới gần. Hai nạn tới cách chàng, ngoài một trượng rồi dừng lại, nheo mắt mà nhìn chàng cười hi hí. Lá tuyết cụ vận dụng ma chiêu nhất tuyệt vỗ vào đốc đau một cái, chớp mình lên, thân ảnh của chàng liền mất hút. Nhưng mà hai nàng kia cũng đã biến đi đâu rồi. Chàng liền định tâm mà tự hỏi. Họ đạt tới mức kinh công ảo diệu chăng? Trên đời này ai lại có khinh công cao hơn ta chứ? Hay là các nàng ấy là loại hồ ly hóa thân thành người? Chàng liền bàn hoàng nhìn nhanh, không thấy các nàng ở đâu nữa thật là kỳ quái mà, họ đã thăng thiên hay là độn thổ. Lã tuyết cụ tức mình mà nói lớn. Tại hạ biết chư vị là cao nhân rồi, đã là cao nhân, xin hãy trực diện đi, nếu không tại hạ sẽ phá đi ngôi đền này ngay. Liền sau đó có tiếng cười khúc khích ở sau lưng của chàng. Tuyết cụ quay lại, chỉ thấy hai vệt mờ như sao sẹt, rồi lại biến mất. Chàng giận lắm, nhưng mà không tiện phát tác chỉ vì sợ tiêu hao chân lực nguy hiểm chàng liền đứng tựa lưng vào vách mà nghiên cứu tình hình lại có tiếng động ở bên ngoài cửa lã tuyết cù quay lại nhìn ra cửa thì ở phía trong hai nàng khi nãy xuất hiện lã tuyết cù nhìn chăm chăm vào họ hai nàng nhìn chàng miệng thì mỉm cười nét cười của họ tự nhiên không có vẻ khiêu khích hay là mai mỉa chàng vờ dợm chân một cái xem họ biến đi bằng cách nào. Nhưng mà hai nàng cũng chỉ dợm chân để trả lời. Tuyết cụ tức quá nên đã chửi. Hai nàng này quá liêu quái mà. Rất tiếc, tại hạ không phải là pháp sư. Nếu không thì đã chống yểm hai nàng để làm thê tử rồi. Nàng áo xanh liền nghiêm giọng mà nói. Tội người xúc phạm tới ta, ta chưa nói một lời, không phải bỏ qua đâu đó. Nàng áo hồng liền nói tiếp chúng ta không phải là người nhân gian, người mơ tưởng như vậy chính là bệnh hoạn đó. Nàng áo hồng nói đơn giản như vậy, tuyết cụ liền đâm ra sợ. Chàng thường nghe nói, nam nữ mới lớn, dễ hay mắc chứng âm lộ, người sẽ xanh sao vàng vọt. Chàng liền dợm chân một cái nữa, hai nàng cũng dợm chân theo. Thì ra, họ cũng là những cao thủ như chàng, những người có võ công cao hay có những phản ứng đồng bộ. Chàng liên tục dậm chân, họ cũng dậm chân liên hồi. Biết khó mà chụp bắt được họ, chàng liền suy nghĩ biện pháp để đối phó. Bỗng chàng tính được một mẹo, thay vì chàng phải mở cửa để bay ra ngoài. Chàng lại ngước nhìn, mái ngói ở trên nóc và ước lượng có thể tông bỏ cái lớp ngói mà bay ra ngoài. Lã tuyết cụ liền phóng vút người như là chiếc pháo thăng thiên dĩ nhiên hai nàng kia cũng đã biến mất thân ảnh của chàng thật là phiêu hốt đầu của chàng va vào lớp ngói rồi vọt ra bên ngoài chàng thấy nhiều bóng người đang ở trên mái ngói ở vào các vị trí cuối phòng sau đang ném mình xuống đất và chàng không cần chơi trò cút bắt với hai nàng kia nữa chàng có thể đã tìm bắt kẻ đồng bọn chà vấn cũng được chàng lại phóng mình xuống đất nhẹ nhàng như là một chiếc lá rơi chàng tiến về ở phía sau không gây tiếng động nhưng mà chàng tới nơi thì không thấy bóng dáng của ai cả tuyết cụ thấy cỏ mọc tứ bề lớp cây lá thì chồng chất không biết bao nhiêu liền đánh đổi lửa lên đốt cỏ mục đích không phải là đốt đền mà là làm cho quan đãng hơn đồng thời cũng để tìm ra cửa hang lửa bắt đầu cháy lên ào ạt lửa cháy đầu này chàng lại đón đầu kia nhưng mà vẫn không nhìn thấy một ai chàng chạy vòng ra khỏi ngôi đền đợi sẵn ở dưới mấy gốc cây rồi rốt cuộc vẫn không thấy một ai lửa cháy càng lúc càng mạnh lửa cháy ở chung quanh ngôi đền một rừng cây cổ lối chừng vài ba chục mẫu đã bị lửa đốt trụi, chỉ trừ có mấy cây cổ thụ mà chừa ra mà thôi. Gió từ ở trong lửa bốc ra, làm các tàn cây cao kêu rào rạc. Những cây xanh còn non thì vẫn làm mồi cho lửa. Chàng liền băng mình qua lửa mà chui vào đền. Đóng lửa ở bên trong, chỉ còn những đốm lửa đỏ hừng hực. Trong đền bây giờ thì vẫn yên lặng như bao giờ. Sau mai phương đông đã mọc, báo hiệu cho một ngày mới chàng đứng trước lửa mà suy tính công việc cho sáng nay. Tuyết cụ tự hỏi, tại sao đám người ma quái này họ lại không chịu đối diện với ta chứ? Họ sợ lộ bí mật hay là họ chỉ giỏi về môn khinh công mà thôi? Trong võ học, khinh công cũng là một trong những công phu lớn. Người giỏi khinh công thì nội ngoại công phu đều tiến bộ. Hay có thể nói, chỉ cần qua môn khinh công người ta có thể đoán biết võ công của họ như thế nào. Bên ngoài, chung quanh bây giờ không còn một cọng cỏ. Chặn lửa vừa qua, ngay tại đây thì không còn gì cả. Ngoài một ngọn đồi hoàng trống, không còn lấy một cành hoa dại, khóm cây non. Nhưng mà biên giới lửa đã nới rộng xa, tích mù xa ở đằng kia. Trời đã sáng, lã tuyết cừu tự hỏi ta nên làm cái gì bây giờ đấy đi hay là ở nhớ tới con tuấn mã chiều hôm qua chở trên lưng một người chàng chưa biết người này quen hay là lạ và đám người ở nơi đây có ảnh hưởng gì tới võ lâm chưa khám phá ra chàng khó mà dời gót được ban ngày tất cả những quỷ mị đều đã biến đi để lại những hoạt động trong sáng lã tuyết cù mở toàn cửa đền ở phía trước và nhìn vào suốt ở bên trong. Trên những bệ thờ đã chống chảy, không còn một pho tượng nào nữa. Chàng cấp đau, thận trọng mà dò từng bước ra tận ở cửa sau. Ngang qua căn phòng có bốn bệ thờ. Vốn hôm đấy, có bốn cao thủ đã đóng vai bốn vị tiên hiền đứng ở trên bục, giờ đã biến mất theo bóng đêm và ngọn lửa chàng mở cửa sâu ở đền ra bây giờ ánh sáng đã tràn ngập lã tuyết cụ lấy thanh đao nện xuống nền đất nghe tiếng cùm cùm chạy ong ong ở trong lòng đất chàng để ý tới các vách không có gì đặc biệt vì đây chính là vách đơn vậy ngay trong đền này có cửa hầm ăn xuống phòng ngầm ở chung đất và từ phòng ngầm này sẽ có một hoặc nhiều cửa hầm ăn thông ra bên ngoài trong đền chỗ nào cũng chống chảy chỉ có mấy cái gầm bục gầm bàn mây ra mới có những miệng hầm miệng hang ở nơi đó chàng bắt đầu khám phá từng cái một qua một hồi vẫn không tìm ra dấu vết gì cả chàng liền nện đau xuống nền đất mà nói thật là quái lạ mà họ làm rất rối vậy để làm gì chứ họ dành thời gian đào xới ở dưới đất để luyện tập không phải là tốt đẹp hơn sao trong đền không có chỗ nào chàng không lục soát gầm giường gầm bàn chân bục mọi cái đều đã bị xê dịch để tìm kiếm nhưng mà không phát hiện được gì cả chả lẽ là ở bên ngoài sao? bên ngoài thì lại mênh mông biết nơi nào mà tìm chàng liền tiến sát về cửa sau cũng không có một dấu hiệu gì khác mặt đất thì vẫn liền chân tuyết cụ than thành lời tuyết cụ Bình thường ngươi cứ tưởng người thông minh lắm Có ai ngờ đâu Nhiều người thông minh và khôn lanh hơn ngươi Cho ngươi có tìm ra cửa động đi chăng nữa Vị tất đã làm gì được họ chứ Chàng liền ngẩn ngơ một hồi Rồi đã bước ra ngoài Khi chàng vừa bước ra khỏi Bỗng nghe ở phía sau Có tiếng cười khúc khích Lá tuyết cụ nhanh như chớp Búng ngược người lên không Và ngay từ ở trên không Chàng đã quan sát toàn diện cho tới khi rơi xuống ở bên trong khung cửa. Chàng chỉ thấy vài vệt mờ mờ sương, ngoài ra thì không thấy hình ảnh một ai khác. Lã tuyết cù đứng tại cửa sau, trịnh trọng mà tuyên bố. Ngay tại nội điện, bảy cửa ra vào của các vị, tại hạ đã biết hết rồi. Nếu các vị không xuất đầu lộ diện, tại hạ tuyên bố sẽ phá hủy bảy cái cửa đó Chờ một hồi lâu không thấy phản ứng, chàng liền rút đoạn đầu đao ra, bắt đầu hủy một bệ thờ thứ nhất. Mỗi một bệ thờ như vậy là một hình khối tháp cục có sáu mặt, một hai mặt ở trong đó có cửa ra vào. Bao nhiêu lần khám phá không ra, vì cứ mãi nhìn lên nền nhà trên vách tường nên không thấy. Một cú nhảy bất thần lên cao chàng đã thấy nhiều vệt mờ mờ xoẹt qua xoẹt lại từ ở những bệ thờ đó chàng mới nghiệm ra những nhân vật ở đây quả là có nghệ thuật khinh công tuyệt vời nhờ vậy mà những cửa của bệ thờ đóng và mở phối hợp với thuật khinh công đã luyện tập nhịp nhàng thành ra một chuỗi động tác rất là liên tục ánh đau đưa lên bỗng chàng thấy có khe hở có một thứ ánh sáng long lanh như mắt của ai đang nhìn chàng chàng liền thu đau lại và cậy cửa ra một nữ nhân áo tím liền hiện ra chàng muốn xuất trưởng hoặc là phóng chỉ để điểm huyệt nhưng mà nghĩ tào đó thì chàng không làm nữa lại ngửa mặt nhìn lên trời như là tự hỏi mình một điều gì đó nàng vẫn đứng yên ở trong bệ lã tuyết cừu nói dưới chân của cô nương có ngõ xuống phòng ngầm sao cô nương lại đứng yên Mời cô nương bước ra Nữ nhân áo tím Là một trong bốn vai pho tượng Ở trong phòng Nàng liền chớp mắt bước ra Tuyết cừu nói Thường thì gặp cảnh này Ai cũng phải tấn công tài hạ Nhưng mà sao cô nương lại không ra tay Nàng liền đáp Qua một đêm tìm không ra đối tượng Khi tìm được đối tượng Thì phải tức giận Phải chút lên đầu của đối tượng Còn công tử thì lại không vậy thì làm sao ta có thể đánh công tử được lã tuyết cụ nói nhanh nàng hơn hẳn bọn võ lâm chánh phái một bậc xin lỗi hãy chờ tại hạ rồi chàng không đả động dưới tới nàng liền quay sang bệ thờ bên cạnh chàng cũng dùng đau phá cửa ra chỗ này không có người chỉ có cửa vuông ăn thông ở xuống dưới lã tuyết cụ đứng nhìn miệng hang mà tức cười bắt cái đám này không có gì khó chỉ chăm chỉ một chút là sẽ bắt được họ thôi y như bắt những con kỳ nhông ở trong hang đá mà nhưng mà tổ chức cho ra trò gì thì cũng phải mất nửa ngày lã tuyết cù hạ bệ thờ đậy ngang qua lỗ năm bệ còn lại chàng lại bắt thêm được hai nữ nhân nữa đó là hai nạn áo hồng và áo xanh hôm qua bệ nào có lỗ chàng đều lấy bệ thờ đậy lên sau đó chàng vác những khối đá lớn để ở lên đó chàng kéo ba cô nương ngồi lại một nơi mặt của chàng bình thản như không có chuyện gì gây cứng ở trong lòng tiết cụ hỏi nàng áo xanh xin cô nương cho biết quý danh nàng áo xanh liền đáp tiểu thanh chàng quay sang nàng áo hồng nói vậy cô nương là tiểu hồng nàng áo hồng liền lắc đầu không phải ta là hàng nguyệt thu chàng liền nhăn mặt mà thở ra hả tên lạnh quá Thảo nào chỉ toàn sống về ban đêm và sống ở dưới hầm thôi. Chàng quay sang nàng áo tím mà hỏi, còn cô nương này? Nàng áo tím nói, bồ tuyết nê. Chàng nói, họ bồ là con nhà văn chương, nhưng mà thường thường lại bị bắt đắc chí. Còn tuyết nê ở trong thành nhữ, tuyết nê hoàng hạt, cái tên cũng thật là lạnh lẽo. Chàng ngừng lại một chút lại nói tiếp. Tại hạ có mấy lời muốn hỏi chư vị, rất mong được nghe những lời đáp chân thành nhất. Tổ chức của các nàng ở đây, vậy ai là thủ lãnh, lấy tên là gì? Tuyết nê nhìn sang hai bằng hữu mà nói, Chúng ta trong tổ chức mê hồn cốc, đây không phải là xào huyệt, thủ lãnh của chúng ta là mê hồn cốc chủ. Trong bọn của ta chưa ai nhìn thấy mặt hoặc là nghe tiếng nói của người ấy bao giờ, nên không biết cốc chủ là nam hay là nữ. Đàn liền hỏi Vậy cốc chủ có những hoạt động Đối với giang hồ như thế nào Đệ tử được bao nhiêu Tiểu thành liền nói Không biết cốc chủ là ai Thì cũng không thể nào biết được Hành tung của cốc chủ Nhưng mà mê hồn cốc Đứng ở ngoài mọi tranh chấp của giang hồ Ngay tại đây là chi nhánh của mê hồn cốc Thành viên ở nơi đây được vài mươi người Đứng đầu phân đà Chính là đàn chủ Mã Đông Tiết cụ liền hỏi sự sinh hoạt hàng ngày của mã đàn chủ như thế nào, quyền hạn ra sao? Tiểu Thành nói, thì cũng như mọi tổ chức khác, trước chất phải lo liệu kế sinh nhai, sau đó phải ôn luyện võ nghệ, hàng năm qua hai kỳ khảo hạch, ai đạt được sẽ gửi về tổng đà để bồi bổ một thời gian. Cốc chủ thấy được thì sẽ cho xuất sơn. Nguyên tắc hoạt động phải theo môn quy, nếu ở phân đà, đệ tử bị trọng phạm thì sẽ gửi người ấy về cho cốc chủ quyết định ở đây đàn chủ chỉ có quyền phạt cảnh cáo chàng liền hỏi tiếp phải hội đủ tiêu chuẩn nào mới được gia nhập hội tiểu thành liền nói những người kết nạp vào đây đều phải độc thân từ mười hai tuổi trở lên phải có một căn bản võ công không bị tập nguyền phải tuyên thệ suốt đời trung thành với bản phái trường hợp ba chúng ta ở đây sẽ bị kết tội bất chung vì đã tiết lộ bí mật của bản môn và sẽ bị giao về tổng đà lãnh cực hình. Lã Tuyết Cụ liền nói, tại sao quý cô nương không chịu nói những điều đó cho tài hạ và biết đó là việc nghiêm trọng, sao chư vị lại làm điều hí lộng để làm chi? Hàng Nguyệt Thu nói, không phải là bọn ta hí lộng, những người võ công tầm thường gặp cảnh đó liền phải bỏ chạy thôi đằng này công tử đã không chạy mà còn chống lại được cả mê dược hồn. Công tử đã xưng danh tiểu sát tinh lã tuyết cụ thì không ai ứng chiến cả. Lã tuyết cụ liền chầm ngâm một hồi mà nói tại hạ sẽ chịu tội thay cho ba vị nhưng mà phải cho tài hạ gặp mã đàn chủ. Nguyệt Thu liền nói Công tử hãy tự mình mà thực hiện Công tử đã khám phá được mấy miệng hầm rồi Cứ từ đó mà lần ra Bọn ta nói tới đây là đủ. Tuyết cụ nói. Dĩ nhiên là tại hạ tự mình phải đi rồi. Sống chết thì tại hạ nguyện sẽ lãnh thôi. Thời gian đó chư vị đã ở đâu? Tiểu thanh liền nói. Ở ngay tại đây. Chàng hỏi tiếp. Mã đàn chủ không cho người dẫn độ các bạn sao? Nàng liền đáp. Chắc chắn là việc đó không tránh khỏi rồi. Nếu công tử có thắng có bại gì thì bọn ta cũng sẽ phải bị dẫn về tổng đà thôi. Nhưng mà theo ta, công tử tới gặp mã đàn chủ là việc hết sức là nguy hiểm. Võ công cao siêu tới đâu cũng không qua được đường hầm. Đó là chưa kể những phòng bị, cơ quan hay là mọi điều khác. Lã tuyết cụ thở ra mà nói, Tại hạ vốn không có thù oán gì với mê hồn cốc, nhưng thấy một con ngựa trắng chở một kẻ bị thương về đây, bèn đã đi theo, không ngờ ngựa về tới đây thì lại biệt tâm suy ra mới biết rằng ở nơi đây có một tổ chức hay là một xào huyệt nên mới cố gắng khám phá các nàng cho biết đây là phân đà của mê hồn cốc tại hạ lấy làm giật mình đó phù thê huyết thủ lã đạo nghi đã bị giang hồ truy sát vì có liên quan tới mê hồn cốc lời đồn đó chính là do nga mi phái đã phát ra không ngờ vài lời truy hỏi đã khiến các nàng phải mang vạ. Tiểu Thanh liền nói, Bọn ta mang vạ, cốc chủ cũng phải xét đó là sự bất đắc dĩ, còn công tử vào gặp đàn chủ hoặc là cốc chủ mới là chí nguy, xin hãy xét lại. Tuyết cụ quả quyết, việc phải không làm không được. Tài hạ đề nghị như thế này, các nàng cứ để tài hạ chối và dẫn đi, thì không ai sẽ bị kết tội cả. Hàng Nguyệt Thu liền cười nhạt nói Thật là trẻ con, trong đường hầm chứ đâu phải là ngoài chỗ khác. Người mê hồn cốc thấy bọn ta bị chối, dễ gì để yên cho công tử, thà họ chịu chết. Bà đứa ta cứ ở đây, nếu êm xuôi thì thôi, nếu bị giải đi, bọn ta không thể cưỡng lại. Lã Lạ tuyết cụ thấy những người này tính nết rất là ôn hòa, nhất là hai nàng Tiểu Thanh và Nguyệt Thu, họ hí lộng cho đã, cuối cùng để chàng gần chiếm thành đoạt lũy, vậy mà họ không biết hận thù. Đó là một tấm lòng, độ lượng hay là họ bấy lâu có sự thèm khát về nhục cảm, hoặc họ không hề để ý tới những sự va chạm bình thường đó. Chàng đâm ra, có cảm tình với họ, tuyết cụ liền hỏi, nhân vật bị thương hôm qua hiện đang chữa trị ở đâu? Tiểu Thành nói, một người vừa mới được người bản môn cứu chưa rõ họ tên hắn đã được đưa về tổng đà rồi tuyết cụ ngẫm nghĩ gì đó thật lâu rồi nói tại hạ nghĩ trước sau gì quý cô nương cũng sẽ bị mê hồn cốc chủ làm tội thôi bây giờ tại hạ bảo vệ ba vị ở lại giang hồ rồi tại hạ sẽ tìm tới đàn chủ nhờ đàn chủ đưa tại hạ tới cốc chủ bồ tuyết nê nói các hạ tính già quá thành non đó Dẫu các hạ có hộ vệ bọn ta tới mãn đời Cũng chưa chắc được bình an đâu Chứ đừng nói một thời gian ngắn Rồi bỏ bọn ta Đệ tử của mê hồn cốc đông vô số Người nào võ công cũng cực cao Không phải như các đám của bang phái kia đâu Đường đường ba vị trưởng môn của đại phái Bị tiểu sát tinh giết không đầy ba chiêu Các hạ thử xem Thuật khinh công của bọn ta Cũng đoán được phần nào căn bản võ công rồi Một cách thiết thực nhất là các hạ tự lo cho mình đi. Lã tuyết cụ phải nghĩ thầm. Riêng đền của đền này đã có mấy miệng ăn thông ngầm rồi. Huống gì nếu là đường ngầm thì còn rất nhiều ngõ ngách nữa. Dù sao ta không thể không tới đó. Chỉ ngại các cô nương này dùng mỹ nhân kế để gạt ta xuống đó. Trên này họ có quỷ kế gì nữa không thôi. Nghĩ là nghĩ như vậy thôi. Lã tuyết cụ cũng phải đi chàng nói một câu thăm dò. Tại hạ biết, trên mặt đất cũng có nhiều cách thông với phân đà và tổng đàn, và các cô nương là người được đàn chủ phân công ở lại để tiếp xúc và tìm hiểu tại hạ, đồng thời sẽ truyền đạt cho tại hạ những tin tức không chính xác. Nhưng mà bậc quân tử nói thì phải giữ lời, tại hạ đi đây. Chàng tới ngay bệ thờ chính giữa, dở đảng đá ra, qua đau trùng xuống. Trong khi đó các nàng liền nhìn nhau, mỗi nàng chia mỗi ngã mà đi. Điều quan trọng là chàng vận dụng khứu giác, xem có mùi gì khác lạ hay chăng. Nhưng mà vẫn chưa phát hiện gì lạ cả. Bây giờ đặt bước chân đầu tiên xuống đường hầm. Con đường này cấu trúc của nó có phần hơi lạ. Hai bên là vách đá, nền đường thì không được phẳng, chỗ cao chỗ thấp. Kể cả bụng của hầm cũng như vậy chỗ rộng chỗ hẹp không đều từ đó lã tuyết cù có thể đoán được rằng đây là hang của một con suối ngầm và nếu vậy thì con đường này dài không biết bao nhiêu là dặm không chừng đầu ở bên kia của suối ngầm chính là tổng đàn cũng nên ánh sáng ở trong đường hầm lờ mờ ngay vị trí của chàng mới bước xuống bụng hầm đã rộng như một căn phòng và cũng có nhiều cửa hang ăn thông lên trên không có đồ đạc vết tích của ai ở đây chàng suy đoán hoặc có thể họ có một căn phòng bí mật nào đó vì tất cả là bảy cửa hầm nhưng mà tại đây chỉ có bốn cửa vậy ba cửa kia phải ăn xuống một phòng khác một hai phòng gì đó không chừng chàng lại đoán tiếp ngoài ra trong hai vách hầm họ sẽ có những phòng phụ và cửa vào đó sẽ được ngụy trang để phòng ngừa có ai vào trong để khám phá càng đi sâu vào phía trong đường hầm thì lại càng tối cũng may chàng luyện cách nhìn ở trong đêm đã quen nên chàng có thể thấy xa hơn người khác lã tuyết cụ quyết định trở lên lại và đi qua các phòng khác họa may có gặp được mã đông đàn chủ hay không chàng trở lại ngõ hàng lúc nãy thì ai đã lắp cửa hang bằng một khối đá to tướng lã tuyết cù liền vận công đẩy khối đá khổng lồ kia nhưng lại đẩy không nhúc nhích giả sử rằng chân của chàng có thể đứng như là ở trên mặt đất thì chàng cũng có thể xê dịch được khối đá này ba cửa hàng còn lại cũng vậy và không chừng ngã thông hơi họ cũng đã bịt nốt thì chàng chưa biết phải làm sao đây đáng gọi nơi đây là cuối hầm, vì ở nơi này không còn là bụng của một con suối ngầm nữa. Không chừng người của mê hồn cốc đã tạo ra một vách bịch lại. Lã tuyết cừu biết mình đã bị bắt mưu, và cũng không biết chừng cả tên họ của ba nàng cũng chỉ là giả mạo. Chàng liền nói một mình. Rõ ràng ta thấy gương mặt của họ trong sáng, tính nết họ ôn hòa, mà đâm ra bất phòng. Giả như đầu kia họ tháo nước, có phải mạng của ta giao cho thủy thần hay chăng chàng liền cả sợ và phi thân tới càng đi chàng càng nghĩ và tức cho mình một tay từng giết bao nhiêu là mạng người bỗng dưng lại mềm lòng trước nữ nhân chàng liền chạy như bay chừng nửa giờ thì đã nghe tiếng ồ ồ ở trong hầm mặc dù tiếng ồ ồ này còn rất là xa nhưng rõ ràng đó là tiếng nước suối chảy tiếng suối rất là mạnh. Thời gian chừng nửa khắc, chân của chàng đã bắt đầu đặt lên luồng nước. Với tốc độ nước như thế này, muốn đầy hầm ít ra cũng phải mất một ngày hay là một đêm. Lã tuyết cụ ân hận vô cùng. Nửa giờ sau, mực nước đã lên tới gối. Bây giờ chàng mới hiểu thêm một điều nữa là những tiếng cười khúc khích kia không phải là tiếng nhát ma hay là góp vui một cách hiền hòa mà là tiếng thúc dục để cho chàng mau chóng khám phá ra con đường để rồi chàng tự chui vào đó và con đường đó đã trở thành tử lộ lã tuyết cụ nói vậy là nga mi vu oan cho song thân nếu quả huyết thủ là truyền nhân của mê hồn cốc có lý nào mê hồn cốc lại không biết ta là con của huyết thủ chứ có lý nào mê hồn cốc lại tháo nước để giết ta bề cao của đường hầm chỉ cao hơn kích thước của con người có một chút ít. Dù gì chàng cũng vẫn nỗ lực cho tới phút cuối. Không biết còn bao xa nữa, nhưng hiện thời mực nước đã lên gần tới bụng. Độ nhanh của chàng chỉ còn lại một phần ba. Trong lúc ngặt nghèo này, chàng lại nhớ tới một việc thật là buồn cười. Việc đó cũng gần giống như là người lặn xuống đáy biển để tìm một hạt muối. Đó là trong số châu ngọc mà chàng lấy từ bụng xấu hy vọng rằng có viên tỵ thủy châu tương truyền xưa kia có năm viên ngọc quý đó là định phong châu tỵ hỏa châu tỵ trần châu tỵ thủy châu và vô bệnh châu nhân việc chưa gấp lắm chàng liền đem túi ngọc đó ra thử kỳ diệu thay túi ngọc vừa đặt tới đâu thì nước liền vẹt qua bốn bên một khoảng bề kính chừng vài gang tay, mường tượng là như một cục nam châm khổng lồ đã đẩy một nhóm sắc vụng ở chung quanh bắn vẹt ra một bên. Một nỗi an ủi chính là chàng có được một khoảng trống để cho mũi thở. Bỗng chàng nhớ tới Hoa Như Tuyết, nàng có nhiều tính lạ. Mừng gần rơi nước mắt, Tuyết Cụ liền than lên. Như Tuyết. Tuyết cụ này còn sống được ở trong trận này chính là nhờ cô nương. Ơn nghĩa đó, tại hạ không bao giờ quên. Rồi chàng lại nhớ tới Mộc Thúy Hương, một cô nương có nhiều kiến thức, hiện giờ cũng đang giữ thành long tuyền kiếm. Tuyết Cù nói, Bình sinh ta mang ơn hai người, đó chính là Thúy Hương và Như Tuyết, còn Dương Tiểu Kha, Sử Tiểu Linh, Thuần Vu Oanh Oanh. Nhất là Thuần Vu Oanh Oanh, cũng chỉ có lòng với ta thôi, chưa có một thể hiện nào cả lã tuyết cừu cầm túi ngọc đưa lên đưa xuống liên hồi cho nước vẹt ra để chàng có thể đi cho nhanh thật ra thì sức nước từ ở đầu trên theo đà chúc xuống càng lúc càng mạnh túi ngọc thì vẫn cứ bạc về phía của chàng mãi và nếu có muốn đi nhanh thì cũng nhanh có chút ít mà thôi nước lên tới gần rốn mà trong hang bây giờ tối đen chàng phải chọn vài viên dạ minh châu. Bây giờ ánh sáng ở chung quanh của chàng, khả dĩ còn tỏa hơn là vài chục con đơm đớm. Lã tuyết cụ bình thản mà đi tới. Vài giờ sau, nước đã lên tới cổ, hơi thở đã bắt đầu nặng, chàng liền than thầm. Đích còn xa mà nước ngập như thế này, dẫu cho người có thật quy nguyên chăng nữa, thì liệu sống được bao lâu ở trong làng nước lạnh tê tái? chàng chợt giật mình vì có nhiều tiếng khua ở trong dòng nước âm thanh có vẻ nghe khác lạ chàng định thần nhìn kỹ lại thì đó chính là mấy con rái cá không biết chúng có nhiệm vụ gì hay là chúng tình cờ theo con nước mà tới đây có thể nào đó là cá sấu chăng xấu nếu ở trên cạn thì sự xoay sở của chàng không đáng ngại chứ mà ở dưới nước thì sự nguy hiểm của nó sẽ gấp bội. Chàng liền rút đoạn đầu đau mà hượm sẵn. Quả thật, đã có vài con cá sấu thật lớn đang phóng theo bầy rái cá. Thấy trước mặt chúng có ánh sáng lạ, chúng liền dừng lại và bơi vòng quanh lấy chàng. Tuyết cụ thầm lo. Nếu chúng chỉ biết mồi chứ không cần biết tới dè dặt và cứ như thế mà phóng phút tới, liệu thanh đao kia có ngăn chặn được chúng hay chăng? dù sao lã tuyết cù vẫn đi tới. Một con cá sấu liền nhắm ngay chàng mà phóng tới. Chàng đưa tay lên khỏi đầu vớ thành bảo đau. Chàng chém một nhát cực nhanh. Sấu đã bị trúng đau, vội bật đuôi, quay quanh lại. Còn thứ hai tiếp tục tấn công. Trước ánh sáng nhạt của màu ngọc, chàng thấy con cá sấu này mới lớn làm sao. Ngàn cỡ với con cá sấu ở thiên trượng cốc chàng lại đưa đau lên để hượm sẵn. Sấu vừa phóng tới, chàng vừa chặt xuống, đau chúng ngay vào miệng của con cá sấu. Có lẽ đau lắm, nên đuôi của con cá sấu liên quất ngược quất xuôi liên hồi. Và bây giờ thì nước đã ngập đầu. Hai con cá sấu sau nhiều đợt tấn công không thấy hiệu quả. Đã bỏ chàng mà quay ngược về phía trước, bơi một cách gấp rút cũng bởi trong lòng suối không còn chỗ trống nào để cho chúng phơi mỏm lên nữa. Dù sao thì sấu là loài bò sát tuy có thủy tính, nhưng mà chúng không thể đắm mình hoàn toàn ở trong nước như các loài thủy tộc khác. Tất nhiên, nếu nước vẫn còn tiếp tục chảy ngập suối, thì sấu vĩnh viễn không trở lại đây nữa và có thể sẽ chết ngợp luôn. Vậy còn lã tuyết cụ thì sao? chàng quên tính một điều. Nếu nước ở trong lòng suối ngập hoàn toàn, thì cho dầu 10 viên, trăm viên tỵ thủy châu chân nữa, thì cũng không thể đẩy chống được. Khi khoảng trống của nước do viên ngọc gây nên càng ngày càng thu hẹp lại, chàng đã khám phá ra điều đó, chàng sợ tới lạnh gáy. Chàng biết ở dưới hạ lưu, lượng nước tháo ra ngoài hoặc ít hoặc là không có, dù sao thì vẫn còn hy vọng rằng những cái hang kia nước có thể tự động tràn vào là vì ở nơi đó rất thấp so với ở nơi này vì vậy độ thu hẹp của sự ngập nước càng ngày càng chậm dù mệt mỏi nhưng mà chưa tới đổi kiệt sức lã tuyết cù cũng đã phải cố gắng để tăng cước bộ có lẽ bây giờ đã là nửa đêm vậy còn thời gian khá lâu nữa trời mới sáng lúc đó chàng tìm lối ra có lẽ sẽ dễ hơn tiếng động của hai con cá sấu im bặt dường như bọn chúng cách chàng quá xa bỗng tuyết cừu thấy ở trước mặt có một vật gì to lớn chấn ngang chàng sờ thử rồi thầm nghĩ có thể đây là gốc cây cổ thụ ở mặt đất đã ăn thông xuống đây chàng sờ đáy của nó thấy ở bên trong bị bọng độ rộng đó có thể chứa được vài người lã tuyết cừu cả mừng. Đây có thể là một cửa ngõ khác để lên xuống ở một địa đạo mà kẻ kia đã đục qua bọng cây. Chàng quyết định nếu chồi lên lối này mà không tìm được bọn chúng thì chờ một vài ngày sau chàng sẽ quay lại. Vì lúc đó có lẽ nước đã rút. Đây chính là một nỗi mừng lớn cho chàng. Nếu tìm được mê hồn cốc thì nợ máu vẫn phải cứ trả bằng máu theo lượt xưa nay, chàng quyết định sẽ theo lối bọng cây mà đi lên. Lã Tuyết Cừu tính toán, đời đây nếu gặp người của mê hồn cốc thì cũng chỉ là một phân đàn hoặc là một chạm nhỏ nào đó mà thôi. Nếu vậy chắc chắn rằng ngõ bọng cây rất nhiều người lên xuống hàng ngày và con đường ở trong lòng suối chính là con đường bí mật và thuận tiện nhất. Lòng cây rộng, có khắc từng bậc để lên xuống cho dễ. Lã tuyết cụ bám theo đó lên vài bậc là qua khỏi mặt nước ngay. Chàng lựa thế mà ngồi, ngước lên nhìn, bên trên thì vẫn tối đen. Lã tuyết cụ cho đau vào vỏ, cho túi đựng châu báu vào trong bọc. Sau đó, chàng cởi áo quần ra vắt cho ráo để chuẩn bị mặc vào mình. Bỗng có tiếng động từ bên trên chàng cho rằng không thể là chăn rắn hoặc là một con vật nào khác bò theo lối này được. Chắc chắn đó chính là người của mê hồn cốc đi thăm dò. Tiếng động đã tới sát một bên, chàng liền nép hết bản thân qua một phía, chờ đối phương ngang qua thì sẽ ra tay ngay. Chàng vận một lực, nhìn thấy bước chân của người đó sờ soạn xuống từng bậc. Lã tuyết cù nín thở mà vận công, ít ra lần này cũng chả được mối thù đã bị dìm nước người kia đi ngang qua tầm chàng nhanh vừa chớp liền vung tay điểm huyệt và quan trọng hơn hết chính là á huyệt vì gân cốt của người bị điểm huyệt không còn điều khiển được nên cơ thể đã bị rớt xuống chàng đành phải ôm giữ lấy và ngay chân cho người ấy tựa lên chàng liền thầm than khổ lại là nữ nhân nữa sao chưa biết người này là trẻ hay già, nhưng một vài nét sơ giao thì đối phương không thể là nam nhân được. Lã tuyết cừu vì dầm nước suốt ngày đêm, và chàng đang cảm thấy lạnh ghê gớm, bỗng có người mang hơi ấm tới, thì tội gì mà chàng không ôm người đó, cho ấm một chút. Áo vào quần của chàng vất qua vai, nhưng bà tuyết cù thì vẫn quên rằng mình lúc này đang lõa thể. Người kia không phản ứng được, không nói được khi được ngồi yên rồi nữ nhân liền đưa tay yếu ớt tờ đối tượng và mới hay mình đang được ngồi vào lòng kẻ trần dương nhộng giờ này chàng mới sực nhớ mình đang khỏa thân nhưng mặt tại người chớ không thể tại ta được nếu buông tay ra thì người đó sẽ rớt xuống nước nếu giải huyệt thì nữ nhân này có thể phản ứng hoặc chi hô tất cả đều không ổn. Công việc đầu tiên, chàng muốn biết người này khoảng tuổi nào để lượng định võ công và tình hình. Chàng liền vuốt mấy ngón tay của nữ nhân, thấy nó thon dài, chán và má thì không có nếp nhăn. Chàng cũng không tiện dùng đá lửa, còn nhiều vị trí khác có thể ấn định tuổi, nhưng nghĩ sau đó chàng lại thôi. Lã tuyết cụ cày miệng sát vào tay mà nói nhỏ tại hạ là tiểu sát tinh lã tuyết cù tại hạ bị mê hồn cốc dìm vào nước thù này tại hạ nguyện sẽ trả cho sạch nếu tại hạ nói câu nào đúng hoặc đồng ý thì cô nương gật đầu còn sai trái thì hãy lắc đầu nàng liền gật đầu chàng hỏi trên đây là một phân đàn có đúng không nàng gật đầu cô nương được lệnh xuống đây để thăm dò tại hạ nàng liền lắc đầu chàng liền sửa lại câu hỏi nếu không phải vậy cô nương tự ý xuống đây và mục đích vẫn là thăm dò tại hạ nàng gật đầu chàng cười nhẹ rồi nói tẻ ra cô nương chính là đàn chủ nàng ta liền không phản đối chàng liền nói tiếp tại hạ giải á huyệt cho cô nương cô nương không nên la lớn nàng liền gật đầu giải luôn các huyệt đạo khác cũng được nhưng mà tại hạ ngại đàn chủ sẽ tấn công, rồi nàng lại lắc đầu. chàng tinh nghịch đưa sát nàng vào trong một chút nữa, đồng thời áp tay nàng sát vào miệng, tựa như chàng đang hôn vào má của nàng mà nói. không ai tin đổi các nàng đâu, nào là tiểu thanh tuyết nê nguyệt thu, nàng nào cũng tỏ ra đôn hậu chân thành, cuối cùng lại lừa tại hạ vào đường hầm, rồi lại tháo nước. tình cảnh đó khiến cho tại hạ thừa sống thiếu chết họ lại còn thả cả cá sấu xuống để tấn công nữa. Nên bất kỳ gặp người mê hồn cốc nào là tại hạ phải giết